chết đi luôn đi. Anh đừng bỏ em mà. Anh hãy ở lại đây với em đi. Buông tay ra, tôi hết yêu cô rồi. Hãy buông tha cho tôi đi. Không, không, anh đừng đi mà. Em không thể sống thiếu anh đâu. Tạm biệt em nhé. Có hai con chị bỏ nhau kìa. Ủa bên này cũng có này. Chia tay. Daddy, Daddy, Daddy. Chia tay. Daddy lòn lên. Hai con chị bỏ nhau kìa. Đi rồi. Đuổi theo đi, đuổi theo đi. Hai đứa chúng mày được lắm. Daddy lòn lên. Đúng là cái đồ bị tình yêu bỏ. Daddy lần lén hẹn mình 8 giờ mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Dỗi. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Ô, Yumi của ta. Ô, lại dỗi rồi đấy. Úi dồi ôi, người ở đâu? Dỗi vẫn thấy xinh. 5 phút nữa mà không đến á thì chỉ có ăn chim cút với cả xôi xéo thôi. Ấy. Yumi à, ta xin lỗi vì đã để nàng phải chờ lâu. Nhưng ta làm như vậy đều có mục đích cả. Hôm nay ta chuẩn bị một món quà cho nàng. Đợi nha. Ô, quà? Quà gì nhở? Đây, tặng nàng. Ơ, cái gì đây? Chả thèm. Cái này là cái gì đây? Ở đây có sự nhầm lẫn nhẹ. Ta đơ. Ôi, tay này. Để đi lon lét. Vì dám phản bội ta. Lính đâu? Dạ. Lên. Vâng. Cuộc sống của chúng ta kìa. Let go. Mày này, mày đừng em. Đại ca, đã xong nhiệm vụ rồi ạ. Tên này, người chết với ta. Đi. Vâng ạ. Nặng thế nhờ. Đi đi. Nặng thật đi. Ủa, bỏ Mommy lon lét và cái gì mà nặng thế nhờ? Cái này à, chỉ có làm chuyện xấu thôi. Đi tìm Yumi đi. Đi. Ơ, Yumi kìa. Yumi ơi, Yumi, cậu bị làm sao đấy? Tỉnh lại đi Yumi. Yumi, Yumi ơi. Hi Ha ơi, phải làm sao bây giờ? Yumi. À, tôi có cách này. Ê, ôi ôi, thôi thế. Thế này mới tỉnh được. Ôi ôi, thôi quá. Này Hi Ha ơi, Yumi không tỉnh, phải làm sao bây giờ? Thôi được rồi, tớ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Phê nè. Ôi ôi, thôi chết đi được. Tỉnh rồi. Thôi chết rồi mà thôi chết. Mùi vị của tên bạn đấy. Ơ, mà sao hai cậu lại ở đây? Mà hai cậu có thấy Daddy Long Legs của tớ đâu không? À, Daddy Long Legs bị hai tên lính đỏ bắt đi rồi. Cậu hỏi làm gì con người phụ bạc ấy nữa. Bị bắt á. Thôi, trời còn dài, trai còn nhiều, tội gì mà phải khóc. Thả ta ra. Mommy. Ngươi, ngươi đồ phản bội. Mommy lòng lết, hãy buông tha cho ta đi. Chúng ta không thuộc về nhau đâu. Buông tha cho ngươi à? Không dễ thế đâu. Lên nhau, đi. Ngươi định làm gì ta, hả? Thả ta ra. Thưa đại ca. Làm gì à? Rồi ngươi khắc biết. Để đi lòng lén, đây chính là kết cục của kẻ phản bội. Lính đỏ, đưa đây. Dạ. Thật gì? Đi tìm ba thằng này cho ta. Thấy chưa? Sau đó bọn tự chủ nhân. Bọn mày chết chắc. Yumi. Hãy
không còn anh thì đời em chẳng ý nghĩa gì. Thế nên em chỉ biết khóc thôi. Daddy ơi. Yumi kìa. Blippi ơi, Yumi đã khóc một ngày một đêm rồi. Giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Tới năm nay đã 15 rồi bánh chưng rồi, nhưng mà chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả. Tớ chịu thôi. Cậu chả làm được cái tích sự gì cả. Để đi lần lấy thôi. Ta gọi đến đi lần lấy chứ ta không có gọi Huggy. Không, cứu với, help me. Cách thì chả nghĩ, cứ ở đấy mà xỉa răng đi. Hả? Blippi, cứu Yumi đi. Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà trên bảo dưới không nghe. Đã giờ mà, cậu đúng là cái đồ nhát gan. Xe ra để tớ đi cứu Yumi. Yumi, tớ đến đây. Đúng kế hoạch của ta rồi đấy. Chúng bay đi. Vâng.